I think we have to look at the changes. Tôi nghĩ rằng điều quan trọng là chúng ta phải nhìn vào sự thay đổi trong thói quen của người tiêu dùng. Người tiêu dùng hiện nay ngày càng quan tâm đến việc các sản phẩm có được sản xuất theo cách bền vững, thân thiện với môi trường và có quy trình rõ ràng từ lúc rời trang trại đến khi được bày bán trên kệ siêu thị hay không. Vì vậy, tôi nghĩ rằng việc đảm bảo tính chất bền vững của hàng hóa sẽ rất quan trọng để giúp nâng cao giá trị xuất khẩu. To help raise the value of exportations. Well, I suppose 12 years is not exactly soon. Thực sự 12 năm là một khoảng thời gian dài so với lời hẹn gặp lại của tôi. Tôi rất vui vì mình đã trở lại, bởi vì Việt Nam chiếm một vị trí đặc biệt trong trái tim tôi. Việt Nam là quốc gia đầu tiên tôi đến làm việc với vai trò là một đại sứ. Và khoảng thời gian tôi làm việc ở Việt Nam đúng vào thời điểm có nhiều cơ hội, nhiều thay đổi lớn và hiện tại cũng vậy. Động lực để tôi thăm lại nơi đây là sự thay đổi của Việt Nam và mong muốn chứng kiến sự phát triển trong mối quan hệ giữa Việt Nam và Anh nhân dịp kỷ niệm 50 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Tôi cũng vừa nói chuyện với các đồng nghiệp, cả người Việt Nam lẫn người Anh, về chiều sâu và bề rộng của mối quan hệ chúng ta. Thật ấn tượng về những gì đã diễn ra trong 10 năm qua. Vì vậy, hôm nay, tôi ở đây không chỉ với tư cách là cựu đại sứ Anh tại Việt Nam, mà còn là chủ tịch của mạng lưới Việt-Anh, tương đương với Hội Hữu nghị Việt-Anh. Mạng lưới này sẽ giải quyết rất nhiều vấn đề về mối quan hệ giữa nhân dân hai nước. Và tôi cũng ở đây với tư cách là giám đốc điều hành Hiệp hội Scotch Whisky. Chúng ta đã chứng kiến sự gia tăng lớn trong các hoạt động thương mại giữa hai nước và rượu whisky Scotch là một ví dụ điển hình về thương mại trong khuôn khổ Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Anh. Vì vậy, việc cả hai nước ngày càng tự do trong quan hệ thương mại là một phần quan trọng trong tổng thể mối quan hệ Việt-Anh. Tôi nghĩ điều quan trọng là phải hiểu rõ thị trường mà bạn đang muốn xuất khẩu hàng hóa sang, bởi yêu cầu của từng thị trường sẽ khác nhau. Vì vậy, điều quan trọng đối với các nhà xuất khẩu Việt Nam là phải làm quen với thị trường ở Anh và việc xây dựng mối quan hệ. Họ cần biết mình sẽ bán hàng cho ai, chẳng hạn như cho siêu thị Anh, thì cần biết có những yêu cầu gì, quy định đóng gói thế nào. Bên cạnh đó, các nhà sản xuất Việt Nam cũng cần tiếp tục phát triển sản phẩm, đa dạng nguồn hàng của mình. Từ kinh nghiệm của bản thân tôi, với tư cách là cựu đại sứ Anh, quan hệ đối tác rất quan trọng. Điều quan trọng là phải tìm một đối tác địa phương tốt, chẳng hạn như ở Anh. Hãy tìm đối tác có thể giúp quảng bá sản phẩm của bạn. Theo như tôi biết, Đại sứ quán Việt Nam tại London cũng đang tích cực quảng bá các mặt hàng do Việt Nam sản xuất. Tất cả những yếu tố trên rất quan trọng để các nhà sản xuất Việt Nam có cơ sở bền vững để tiếp tục xuất khẩu. Tôi nghĩ rằng điều quan trọng là chúng ta phải nhìn vào sự thay đổi trong thói quen của người tiêu dùng. Người tiêu dùng hiện nay ngày càng quan tâm đến việc các sản phẩm có được sản xuất theo cách bền vững, thân thiện với môi trường và có quy trình rõ ràng từ lúc rời trang trại đến khi được bày bán trên kệ siêu thị hay không. Vì vậy, tôi nghĩ rằng việc đảm bảo tính chất bền vững của hàng hóa sẽ rất quan trọng để giúp nâng cao giá trị xuất khẩu. Tôi thấy rằng các doanh nghiệp Anh đã có một số khoản đầu tư dài hạn vào Việt Nam và dòng vốn này đang tiếp tục tăng lên. Dù vậy, các nhà đầu tư vẫn muốn có sự chắc chắn và an toàn. Họ muốn biết liệu có đang đầu tư nhiều tiền vì lợi ích của họ và lợi ích của Việt Nam hay không và có thể tin tưởng vào sự hỗ trợ liên tục của chính phủ Việt Nam hay không. Vì vậy, chỉ thu hút đầu tư thôi là chưa đủ mà cần có các cuộc đối thoại cũng như hợp tác với chính quyền trong cả thời điểm thuận lợi lẫn khó khăn. Để Việt Nam có các khoản đầu tư dài hạn, tôi nghĩ những điều đó thực sự quan trọng. Bên cạnh đó, còn cần sự minh bạch rõ ràng trong các quy định để đảm bảo an toàn cho các khoản đầu tư, cũng như cần có quy định chặt chẽ đối với các vấn đề như chống tham nhũng. Những điều này rất quan trọng trong việc mang lại niềm tin cho các nhà đầu tư. Quan tâm đến các nhà đầu tư đã rót vốn vào thị trường là một điều cần thiết, bởi các nhà đầu tư mới sẽ luôn hỏi ý kiến của các nhà đầu tư cũ về việc đầu tư ở quốc gia đó như thế nào và liệu họ có nên bắt đầu đầu tư vào thị trường đó hay không.
investors should carry on with their investment journey. Tôi nghĩ việc cải cách thủ tục hành chính là một bước đi hoàn toàn đúng đắn, vì thủ tục hành chính phức tạp thường làm chậm quá trình đầu tư của các doanh nghiệp, cũng như có nguy cơ xảy ra tình trạng tham nhũng. Vì vậy, một trong những điều mà chúng tôi nhận thấy đang phát triển ở Anh chính là việc cung cấp các dịch vụ trực tuyến để giúp các doanh nghiệp dễ dàng đăng ký mọi thủ tục kinh doanh. Điều này làm cho mọi thứ nhanh hơn, rẻ hơn và minh bạch hơn. Tôi nghĩ Việt Nam càng hướng tới con đường này thì càng trở thành một thị trường hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư. Tôi có thể đưa ra nhiều ví dụ khác nhau. Ví dụ, quy trình đăng ký kinh doanh cho một công ty mới ở Anh có lẽ là một trong những quy trình nhanh nhất trên thế giới. Chỉ khoảng 30 ngày, bạn đã có thể đăng ký kinh doanh cho một công ty và bắt đầu hoạt động. Một ví dụ nữa là ở Anh, chúng tôi có một hệ thống giúp công dân nộp thuế rất dễ dàng. Công dân chỉ cần truy cập, đăng ký và sau đó nộp thuế trực tuyến. Toàn bộ quá trình này chỉ mất khoảng 2 tiếng. Tôi nghĩ rằng Việt Nam đã rất thành công trong việc thu hút đầu tư quốc tế. Ngoài vốn của doanh nghiệp Anh, Việt Nam còn nhận được nhiều nguồn đầu tư từ các doanh nghiệp Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, v.v. Việt Nam có đa dạng nguồn đầu tư. Điều này cho thấy Việt Nam không phụ thuộc vào bất kỳ nguồn đầu tư nào, và đây là một điều đúng đắn. Việt Nam có lợi thế so sánh trong một số lĩnh vực, chẳng hạn có lực lượng lao động có năng suất cao, ngày càng có kiến thức và được đào tạo bài bản. Đây là một điều rất cần thiết để phát triển, và cũng là lợi thế của một nơi như thành phố Hồ Chí Minh, một trung tâm tài chính đang phát triển. Việc Việt Nam dễ dàng nhận được sự hỗ trợ từ các quốc gia khác ở Đông Nam Á cũng là điều rất quan trọng. Tôi nghĩ rằng tất cả những điều đó cho thấy lợi thế so sánh của Việt Nam, và Việt Nam nên tận dụng những lợi thế đó để giải quyết những vấn đề khác, phục vụ cho quá trình phát triển, định vị thương hiệu quốc gia. Tôi có thể tự tin nói rằng mối quan hệ giữa hai nước chúng ta sẽ ngày càng bền chặt. Hai bên đều nhìn vào những gì cần phải làm và hướng về tương lai. Với tư cách là một quốc gia thương mại toàn cầu, Anh muốn giúp đỡ Việt Nam và chúng ta sẽ cùng bổ sung cho nhau trên nhiều lĩnh vực. Chúng ta sẽ tiếp tục hợp tác trong nhiều lĩnh vực như giáo dục, khoa học, đầu tư, cùng tìm cách đưa hai nước chúng ta xích lại gần nhau hơn. Tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ thấy, như tôi đã đề cập, sự hợp tác nhiều hơn giữa hai nước trong lĩnh vực dịch vụ. Sẽ có nhiều người Việt Nam hơn đến học tập, làm việc tại Anh, cũng như sẽ có nhiều người Anh đến Việt Nam hơn. Những điều này có thể thúc đẩy các liên kết toàn cầu và sẽ giúp cải thiện hơn nữa môi trường thương mại đầu tư ASEAN. Tôi nghĩ rằng tương lai, quan hệ Việt-Anh rất tươi sáng.